Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay mình tiếp tục quay cho bà con xem về cái kỹ thuật mà làm cành bơ bút 7 với cây 3 năm tuổi nha. Thì lâu nay bà con chúng ta thắc mắc á, là chuẩn bị ra bơ ra làm hoa thì chúng ta nên làm cành như thế nào. Thì những clip trước á, thì mình quay cho bà con xem là cách làm cành ở cây bơ 1 năm và 2 năm. Thì cái clip này mình sẽ làm kỹ hơn, đó là cây bơ 3 năm tuổi, để cho bà con khỏi thắc mắc ở chỗ là bây giờ chuẩn bị ra hoa thôi làm cành như thế nào, làm thế nào cho nó hiệu quả. Thì đây là cây bơ 3 năm đó, tán rất là sum xê và lớn á, thì mình làm cành đợt này cũng là đợt cuối cùng, cũng clip này quay cũng hơi muộn á, đã còn xem. Thì đây là cái bơ đó đã tán, nói chung rất sum xê và lá nó già hết rồi, thì bắt đầu trong thời gian khoảng 1,5 tháng đến 2 tháng nữa là bắt đầu là cây nó ngủ nghỉ và chúng ta xiết nước để nó tạo phân hóa mầm hoa trên cây bơ bút. Thì đây là cây bơ, mình sẽ quay cho bà con xem về cái tình trạng cây bơ này chúng ta nên làm cành như thế nào. Ở trong cây nó đang rất là rập đó, bà con xem đi, rất là rập và tối, không có ánh sáng vào trong, thì mình sẽ hướng dẫn bà con là cắt những cái đọt ở trên á. Chúng ta cắt đi. Lưu ý bà con cắt những cái đọt này. Tí nữa ở cuối clip bà con xem là những cây này đã cắt rồi nhưng nhìn nó vẫn bình thường, nó không có một cái gì gọi là thư thớt hay trống. Chúng ta nhìn vào bình thường cây ấy, nó chỉ trống ở giữa thôi, còn lại xung quanh chúng ta không làm cành nữa. Thì đó là mình nhắc lại nha, tới giai đoạn này bà con làm cành thì chỉ cần tỉa sơ thôi chứ không phải làm hết nữa. Thì giai đoạn này cũng đã muộn rồi, trong thời gian này bắt đầu thời gian ngủ nghỉ để phân hóa mầm hoa tạo nụ của cây bơ bút 7. Thì mình cũng hướng dẫn bà con rất là nhiều clip. Thì clip đây là clip với cây 3 năm tuổi, mình sẽ quay rất là chi tiết cho bà con xem. Những cái ngọn á, mình cho bấm hết. Vì ở trên này thì khả năng nó ra hoa nhưng thực chất nó đậu cũng rất là khó. Cái đó là mình chia sẻ với bà con. Thì tùy vào mỗi bà con chúng ta có một cái kinh nghiệm riêng. Thì đây là với kinh nghiệm của bên mình chia sẻ cho bà con nông dân. Có thể bà con tham khảo ở đây. Cái nào thấy bổ ích thì bà con có thể làm được. Và cái nào không bổ ích thì bà con có thể là học hỏi thôi, chia sẻ. Cái đó là những kinh nghiệm mình chia sẻ với con. Đó, như hai cái đọt mình cắt ở trên rồi đó, bà con nhìn thấy là sẽ thoáng hơn. Tí nữa mình cắt gần hết rồi, bắt đầu cái tán nó tròn nó đều luôn. Đó là mình tạo điều kiện ánh sáng ở ngoài nó xâm nhập vào bên trong. Nói chung là cây thứ nhất á là nó tránh được cái bệnh là xì thân, thối thân, nó không bị rập, nó nấm khuẩn thì nó không phát triển được trong đó. Sau này bà con có trái cũng vậy, cây chúng ta thoáng lên á, thứ nhất là bọ xít nó không ẩn nấu được nè, thứ hai nữa là nó thoáng, trái chúng ta sẽ không bị nứt mưa nhiều, nứt bị khuẩn, nứt trái. Chạm nứt trái thì mình nói ở những clip trước rồi. Thì đây clip này vẫn chính là cái kỹ thuật làm cành bơ bút 3 năm. Bà con cứ thêm mà theo dõi nha. Những cái ngọn là không láng bà con bấm hết. Một số nhà vườn chúng ta không rõ được kỹ thuật á, mình đi thăm một số nhà vườn thì họ bấm hết tất cả cái cành chim rồi, thì bà con bấm cái đó cũng hơi là sai lầm của bà con, nghĩa là bơ nó đậu và ra hoa đa số ở những cành chim, cành bánh tẻ. Cành ở ngoài này nè, nó đậu rất là cao so với cành chính thì nó không có đậu nhiều. Cành chính nó không đậu nhiều bằng cành chim á, đó là bà con nhớ rõ cái phương án của mình nói nha. Thì tất cả cái ngọn mình chỉ lên mình đang quay bà con, tí nữa mình sẽ cắt hết luôn. Thứ nhất là nó tạo ánh sáng như mình nói rồi đó. Thứ hai nữa là ở trên này thì khả năng phun thuốc của bà con rất là khó này. Cái thứ hai nữa là khả năng mà đậu trái rất là khó. Cái đó là hai cái nguyên nhân chính mà để mình nói bà con biết tại sao phải mình cắt những cái ngọn ở trên này. Thì clip này mình quay cũng rất là dài nên bà con cứ theo dõi từ từ đến clip. Mình làm tới 4 cây, gần 4 cây bơ ở trong clip này, nên bà con cứ xem hết. Nếu cây nào không rõ thì bà con xem cái cây sau. Vì đây là cây bơ 3 năm nên bà con chú trọng cái việc làm cành của mình nha. Chứ một số bà con cứ làm giống như cây 2 năm, 1 năm nó khác. Vì cây bơ 3 năm trong giai đoạn kinh doanh chúng ta làm khác, không phải làm như cây 1, 2 năm chúng ta vừa tạo thế mà chúng ta vừa tạo tàn của nó cho những năm 3 bắt đầu thu hoạch chính. Thì cái vườn này là vườn của chú Lập ở Buôn Ma Thuột, thì mình cũng vào hỗ trợ cho chú là vừa tỉa cành tạo tán, cái thứ hai nữa là hướng dẫn cho chú về cái xử lý bệnh thối thân xì gốc trên cây bơ. Hầu như mình đi tất cả các vườn là vườn nào cũng bị hết á, nhưng mà con nông dân chúng ta không có quét, thứ nhất là không đúng thuốc, cái thứ hai là không đúng kỹ thuật nên bệnh càng ngày nó càng phát triển và lây lan tất cả các cây trên vườn. Thì với như vườn của bác Lộc nói chung là rất là đẹp, 3 năm cây rất là đều, xanh xao, lá nói chung là đầy đủ chất dinh dưỡng hết. Thì bác chia sẻ thì bác cũng chỉ có bón phân chuồng thôi. Thì bà con chúng ta nên trồng cái cây gì vậy? Mình ưu tiên bà con nên bón phân chuồng, nhiều nhất là phân chuồng, hạn chế hóa học đi, thì cây chúng ta nó sẽ phát triển và được lâu dài hơn.
Thì bà con cứ đăng ký kênh nha, mình và theo dõi cái clip này mình quay toàn bộ về cái kỹ thuật làm cành. Thì bà con nào có nhu cầu thì cứ gọi số điện thoại ở dưới, mình sẽ tư vấn cụ thể cho bà con về một số kỹ thuật làm cành tạo tán cho cây bơ bút 7. Xin cảm ơn bà con ạ.